chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 20 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thời sự hôm nay chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Huyện Kim Động, Yên Mỹ đẩy nhanh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Gặp gỡ những người lính pháo binh đất nhãn tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. An toàn lao động tại công trường, vấn đề cần quan tâm. Nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng điện để bẫy chuột. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 4, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014 của Chính phủ, gọi tắt là Nghị định số 06 của Chính phủ, quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 06, Công an tỉnh Hưng Yên đã đạt nhiều kết quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo 138 tỉnh, ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai nghị định 06 của Chính phủ gắn với thực hiện các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích của Công an tỉnh và các ban ngành đoàn thể tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị định 06 của Chính phủ. Đồng chí nhấn mạnh, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 06, trong thời gian tới, lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh cần xác định công tác vận động quần chúng, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chiều ngày 19 tháng 4, Thành ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 21. Sự hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các nội dung tờ trình về việc điều chỉnh tên dự án, tổng mức đầu tư, quy mô đầu tư dự án, bổ sung danh mục và nguồn vốn bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hưng Yên, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án công trình trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hưng Yên, chương trình phát triển đô thị thành phố Hưng Yên, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hưng Yên. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hưng Yên Phạm Huy Bình nhấn mạnh, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố theo dõi các địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn cơ sở thực hiện các nội dung trong cuộc họp, tuyên truyền các địa phương đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất. Ủy ban Nhân dân thành phố và các phòng chức năng tiếp tục tiến hành rà soát các vị trí đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, có vai trò vô cùng quan trọng của lực lượng pháo binh. Từ cuối năm 1953, các đơn vị pháo binh hành quân lên Điện Biên với tinh thần tới đích đúng thời gian, đảm bảo an toàn người, xe pháo và khí tài, bí mật tuyệt đối. Tham gia vào lực lượng ấy có những người con của quê hương xứ Nhãn. 70 năm đã trôi qua, những ký ức và niềm tự hào về người lính pháo binh trên chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa vẫn vẹn nguyên trong họ. Giọng nói vẫn sang sảng, sức khỏe dẻo dai, mô tả về chiến trường vẫn đầy khí thế. Không ai nghĩ ông Tô Tần đã 92 tuổi. Có lẽ chiến trường đã tôi rèn cả bản lĩnh và sức khỏe cho ông. 18 tuổi, với chí chai không ngại gian khổ, chàng thanh niên Tô Tần khi ấy xung phong lên đường đi theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ. Và 22 tuổi, ông đã có mặt tại chiến trường Điện Biên Phủ. Chia sẻ về cái duyên được làm lính pháo binh, ông Tần bảo lính pháo binh thì phải thế, phải to, phải khỏe. Đầu năm 50, bắt đầu vào tuổi 18 ấy, là tôi xung phong đi bộ đội lúc ấy tự nguyện cho cái lúc có nghĩa vụ gì đâu này. Lúc là cái đúng là cái tuổi là đẹp nhất hàng hai, lúc ấy là nói chung là trước khi chúng tôi đi học là quân ấy phải 2 tháng vác vũ khí về nước, thì tôi sang đó là cho học pháo binh. Lúc pháo binh là sở dĩ là to con. Cứ như vậy, với tinh thần hăng hái, nhiệm vụ nào cũng nhận, người lính pháo binh năm xưa đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Một đời quân ngũ với rất nhiều chiến công được ghi nhận, nhưng khắc ghi mãi mãi vẫn là hình ảnh và tinh thần của anh lính pháo binh trên trận địa Điện Biên Phủ khi xưa. Cùng chung miền ký ức về những ngày được làm lính pháo binh trên chiến trường Điện Biên Phủ, ông Hoàng Đức Hinh, năm nay 92 tuổi, vẫn nhớ như in những kỷ niệm thời ấy. Đi vui như hội, đi hai bộ đội với dân quân, bộ đội với dân quân đi chân nhau đi, sướng lắm. Cái vui nó có khí thế lắm. Tôi là pháo binh đứng ở xa, các trận là tôi hỗ trợ. Đánh trận nào thì chúng tôi pháo binh hỗ trợ cho trận đó. Sâu xa ác liệt nhất là phải nhớ, cứ đi trong đầu không thể quên được. Hôm tôi nhớ mình kéo pháo thì bị địch nó phản pháo, thì một hai giây thì một cái dây nào mà trùng xuống thì dây kia bị càng pháo với gạt. Vì hai giây anh nào mà làm trúng trước thì anh thoát, anh nào không làm xuống thì bị cái dây thứ hai nó gạt. Khó khăn gian khổ và hiểm nguy như vậy, nhưng thẳm sâu trong ông vẫn là niềm tự hào được tham gia góp sức cho chiến thắng ngày ấy. Thực sự tôi lúc tự hào quá, vinh dự quá, vì nó là chiến dịch vĩ đại rồi, chiến dịch chưa từng có từ trước nay, nên được tham gia lại rất là sung sướng. Cũng như ông Tần Đông Hinh, nhiều người lính pháo binh quê nhãn năm xưa đã mang theo sức trai tuổi đôi mươi và lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến để góp sức cho chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Họ xứng đáng với danh hiệu chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng mà Bác Hồ đã khen tặng. Giai đoạn 2023-2025, huyện Yên Mỹ có 9 xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, huyện đang tích cực triển khai các khâu trong lộ trình sắp xếp với những bước đi thận trọng, phù hợp, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Là một trong 9 địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đợt này, xã Tân Việt đã sớm có nghị quyết chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Thời điểm hiện tại, xã triển khai các bước theo quy định, phân công cho từng đồng chí, đảng ủy viên phụ trách các khu dân cư, tuyên truyền, vận động, tăng cường tuyên truyền ngày 3 buổi trên hệ thống đài truyền thanh của xã, lập danh sách cử tri và niêm yết danh sách ở bộ phận một cửa và 5 khu vực bỏ phiếu ở 5 thôn để việc lấy phiếu của người dân đạt kết quả cao nhất. Vì vậy, cơ bản cán bộ đảng viên và nhân dân trong xã đồng thuận cao. Là tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cũng như là tổ chức thực hiện về việc tuyên truyền cán bộ nhân dân hiểu được về cái ý nghĩa của cái việc sáp nhập đơn vị hành chính là để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời là cũng tinh giản bộ máy, đảm bảo nhanh gọn và hiệu lực hiệu quả. Cũng mong muốn được sáp nhập thuận lợi hơn trong cái việc là xây dựng và phát triển cho quê hương cho nông thôn. Xác định sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho địa phương phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế xã hội. Xã Nghĩa Hiệp đã bám sát đề án, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên triển khai thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo đúng tiến độ. Để tổ chức thành công việc lấy phiếu ý kiến của cử tri đồng thuận với đề án sắp xếp đơn vị hành chính, xã đã tăng cường tuyên truyền, niêm yết danh sách cử tri tại Ủy ban Nhân dân xã và cả 3 thôn, tổ chức họp giao ban đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, các cơ sở thôn, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Tôi thấy cái chủ trương này là rất đúng đắn và phù hợp với cái điều kiện bây giờ. Sáp nhập thành một xã thì cái xã đó là đoàn kết và phát triển. Thực hiện cái công tác tuyên truyền, vận động và thuyết phục người dân và có những cái thông tin để người dân hiểu và nắm được cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Thì cho đến tại thời điểm này thì cơ bản là người dân cũng đồng thuận. Giai đoạn 2023-2025, huyện Yên Mỹ có 9 xã thực hiện sắp xếp gồm Nghĩa Hiệp, Sai Phạm, Tân Việt, Lý Thường Kiệt, Việt Cường, Minh Châu, Yên Hòa, Trung Hưng và thị trấn Yên Mỹ. Khi triển khai, huyện Yên Mỹ có phương án nghiên cứu sáp nhập các xã vừa đảm bảo theo quy định, vừa phù hợp với thực tế. Do thời gian khẩn trương, phải đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh, ban chỉ đạo huyện đã xây dựng kế hoạch đề ra tiến độ thời gian cụ thể để thực hiện,
tập trung cao cho công tác tuyên truyền, thành lập 43 tổ lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4. Đồng thời, giao cho các đơn vị chủ động nắm bắt kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở để việc sắp xếp đơn vị hành chính diễn ra thành công. Sáng nay, huyện Kim Đồng bắt đầu thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2024 tại 4 xã là Phú Thịnh, Thọ Vinh, Nhân La và Vũ Xá. Từ 7 giờ sáng nay, đồng loạt các thành viên của 4 nhóm thuộc tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện sắp nhập xã tại thôn Trung Hòa, xã Phú Thịnh đến từng hộ dân theo danh sách phân công để thực hiện việc lấy ý kiến về việc đồng thuận hay không đồng thuận với việc sắp nhập hai xã Phú Thịnh và Thọ Vinh, cũng như việc đặt tên cho đơn vị hành chính cấp xã mới có tên là Phú Thọ. Đây là công việc quan trọng đảm bảo công khai dân chủ cũng như quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri được thực hiện đầy đủ. Gia đình nhà tôi là có 4 cử tri, từ hôm nọ đến nay chúng tôi đã họp và đã trao đổi cho đều nhất trí sát nhập để cho nó phù hợp với công tác quản lý. Tôi thấy cái tên Phú Thọ nó đầy đủ ý nghĩa, bởi vì trong Phú nó có Thọ, tức là người ta, con người là hướng đến là muốn là giàu sang, phú quý là và trường thọ. Như vậy là cái tên này nó đầy đủ ý nghĩa và tôi rất ủng hộ cái tên này. Thành viên của các tổ đã có được quán triệt rất là kỹ về các cái nội dung, phấn đấu làm sao cái tỷ lệ người dân đồng thuận chắc chắn là sẽ trên 90% trở lên. 4 xã trong diện thực hiện sáp nhập giai đoạn này của huyện Kim Động có tổng số hơn 17.600 cử tri. Các địa phương đã chia thành 15 tổ lấy ý kiến cử tri tại 15 thôn. Trong ngày 20 tháng 4, huyện Kim Động cũng cử ra 4 tổ tăng cường hỗ trợ việc lấy ý kiến cử tri tại các xã. Để việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi và thành công, trước đó, các địa phương đã có sự chuẩn bị kỹ càng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu và nhân lực tham gia, như niêm yết công khai các tài liệu liên quan và danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và các nhà văn hóa thôn, tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Cái diện tích nó được mở rộng, nó phù hợp với cả cái điều kiện kinh tế để phát triển kinh tế xã hội của cái thời kỳ đổi mới. Lớn nhất là nó tinh giản được bộ máy quản lý hành chính của địa phương. Tôi thấy rất tự hào khi xã chúng tôi sau khi sáp nhập là có tên là Diên Hồng, bởi vì bản thân xã chúng tôi trước kia thì cũng đã từng mang tên là xã Diên Hồng. Cái tên Diên Hồng nó nói lên cái tinh thần đoàn kết của nhân dân, bà con nhân dân chúng tôi trong tất cả các cái hoạt động về phát triển kinh tế cũng như các cái mặt văn hóa xã hội ạ. Đến 9 giờ 30 sáng ngày hôm nay thì các tổ đã thực hiện đạt được 51% ý kiến cử tri cung cấp về cái việc mà sắp nhập hai xã. Việc lấy ý kiến cử tri sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 4. Sau khi thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri, các địa phương sẽ khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan để kịp thời trình Hội đồng Nhân dân huyện thông qua tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo tiến độ đã đề ra. Sáng ngày 19 tháng 4, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức lễ phát động Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 với các thông điệp: sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Đặc biệt, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm nay gắn liền với chuyển đổi số với mục tiêu đưa sách đến với nhiều người đọc hơn. Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Trong dịp này, còn có các hoạt động như trao tặng sách cho các tủ sách cơ sở, thư viện trường học, tặng quà cho 20 học sinh giỏi yêu sách của trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Châu, giao lưu với học sinh, thầy cô giáo nhằm truyền cảm hứng văn hóa đọc. Nhận thấy lợi ích từ việc mở rộng các tuyến đường giao thông, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Từ năm 2023 đến nay, xã Minh Châu đầu tư trên 70 tỷ đồng từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để nâng cấp xây mới trên 5 km đường giao thông nông thôn. Các tuyến đường mở rộng trung bình từ 2,5 m thành 4 m đến 5 m được đổ bê tông hoặc trải asphalt có hệ thống thoát nước.
Để hoàn thành các dự án trên, trên 200 hộ dân đã hiến gần 2.000 m2 đất và nhiều tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường, tập trung nhiều ở thôn Xuân Lai, Quảng Uyên, Lực Điền. Các tuyến đường được mở rộng thuận lợi cho việc lưu thông sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế và góp phần sớm hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao của địa phương. Xã đang tiếp tục vận động nhân dân hiến đất để mở rộng các tuyến đường còn lại. Hiến đất làm đường giao thông là một việc làm ý nghĩa được nhiều gia đình ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu hưởng ứng tích cực. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Năm ở thôn Đông Tảo Đông là một điển hình. Những năm qua được tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các buổi họp thôn, bà Năm thấy được ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và cần có sự chung tay đóng góp của cộng đồng. Để tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, thông thương hàng hóa, thuận lợi, gia đình bà đã tự nguyện phá dỡ công trình tường bao, cổng nhà và một số cây ăn quả đặc sản để hiến trên 200 m2 đất làm đường giao thông. Bên cạnh đó, bà Năm còn vận động các hộ xung quanh cùng hiến đất để tuyến đường được mở rộng. Do vậy, quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng con đường diễn ra khá nhanh. Có thể thấy từ sự đồng thuận chung sức của người dân trong hiến đất làm đường, mạng lưới hạ tầng giao thông ở địa phương ngày càng thuận lợi. Con đường mới không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa dễ dàng, mà còn tạo điều kiện cho người dân có cơ hội vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu cho quê hương, góp phần cùng địa phương xây dựng xã nông thôn mới, kiểu mẫu. Thống kê chưa đầy đủ của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2023, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 7 vụ tai nạn lao động, làm 7 người thiệt mạng. Thiệt hại về tài sản và chi phí giải quyết cho các vụ tai nạn trên 500 triệu đồng. Bên cạnh công tác quản lý nhà nước trong kiểm tra, giám sát, thì chủ sử dụng lao động và người lao động đang giữ vai trò chủ động trong an toàn lao động trên công trường xây dựng. Mặc dù vậy, ở đâu đó, nhiều công trường vẫn diễn ra tình trạng mất an toàn lao động. Hai vụ tai nạn điển hình trong năm 2023 là vụ tai nạn tại công trường đường DH87, địa bàn xã Tống Phan, huyện Phù Cừ trong tháng 7 và vụ tai nạn lao động tại công trường trạm y tế xã Tân Quang, huyện Văn Lâm trong tháng 11. Anh Vụ và con trai nạn nhân xấu số, vụ xe chở cát tại công trường, lùi làm thiệt mạng phó trưởng thôn Trại Mụa, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ vẫn còn bàng hoàng khi nhớ về vụ việc đã xảy ra với người thân của mình. Anh tôi xảy ra tai nạn, có nghĩa là được tầm độ khoảng từ 30 đến 40 phút thì mới có anh em mang biển báo để chặn hay đâu. Đấy. Có nghĩa là biển này có sau cái vụ tai nạn. Những cái biển cảnh báo không đủ yêu cầu cái bên thi công, người ta phải đảm bảo an toàn. Hoặc là thí dụ như khi có xe tập kết mà xe đổ cát hoặc là xe lưu đi đó thì phải có người chỉ đạo. Chứ không phải là vị trí lại không có người, rất là nguy hiểm. Đây là hình ảnh công trường xây dựng trường tiểu học, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ. Và công trường nâng cấp trụ sở của công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Hưng Yên tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Cả hai công trường xây dựng được ghi hình trong tháng 4 này. Các công nhân đều không được trang bị bảo hộ như dây an toàn hoặc lưới bảo hộ khi làm việc trên cao cũng như các trang thiết bị bảo hộ khác. Thì trong thời gian qua, thì chúng tôi cũng đã tăng cường các hoạt động về tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho địa phương và cho các doanh nghiệp. Đồng thời là cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Bên cạnh đấy vẫn còn một số các cái doanh nghiệp, người lao động thực hiện chưa tốt các cái quy trình, quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động còn mang tính chất hình thức. Chính vì vậy mà vẫn còn xảy ra các vụ tai nạn lao động, nhất là các cái vụ tai nạn lao động chết người. Được biết năm 2023, cả nước xảy ra gần 7.400 vụ tai nạn lao động, làm trên 1.700 người bị thương nặng, làm 699 người chết. Tổng chi phí cho giải quyết tai nạn lao động và thiệt hại tài sản trên 16.300 tỷ đồng. Thiệt hại về tài sản và người trong các vụ tai nạn lao động là không hề nhỏ. Việc chủ động chấp hành các biện pháp an toàn là yếu tố quan trọng tại các công trường đang thi công xây dựng, đặc biệt là đối với người lao động và chủ sử dụng lao động. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này lúa xuân đang bước vào giai đoạn đẻ nhánh. Đây cũng là thời điểm bị chuột phá hoại nhiều. Bên cạnh áp dụng các phương pháp diệt chuột an toàn, một số hộ dân ở huyện Ân Thi vẫn sử dụng điện để bẫy chuột, tiềm ẩn nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Tại một số địa phương ở huyện Ân Thi như Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Nguyễn Trãi, hiện có nhiều thửa ruộng được người dân dùng điện để bẫy chuột. Dây để bẫy chuột thường là dây thép, dây điện nhỏ, dài hàng chục mét, bao xung quanh ruộng lúa, cách mặt nước khoảng từ 2 đến 3 cm. Một số hộ dân còn thắp bóng đèn nhỏ để cảnh báo vào ban đêm. Theo người dân cho biết,
cánh đồng sử dụng điện để diệt chuột chủ yếu gần khu dân cư trang trại hay ở những gò đống cao có tỷ lệ chuột gây hại cao. Nhà ta trang trại như thế thì ở nhà ruộng nhà ta ở trước cửa thì người ta đánh thôi. Thì người ta đánh bằng điện. Ừ, người ta đánh thì chúng tôi cũng biết rồi. Cái nhà người ta chuyên môn người ta đánh rồi. Thì là mình lé ra. Ừ, thì mình không đi ra. Quả bóng đỏ đỏ ấy người ta. Đấy là điện đấy còn gì? Còn nhớ vào tháng 7 năm 2020, xã Cẩm Ninh huyện Ân Thi có hai người tử vong do mắc vào dây điện dùng để bẫy chuột. Tiếp đó đến tháng 3 năm 2021, tại xã Tân Việt huyện Yên Mỹ cũng xảy ra một vụ dùng sung điện bẫy chuột khiến một người tử vong. Theo Nghị định số 134 năm 2013 của Chính phủ, thì hành vi sử dụng điện để bẫy bắt động vật hoặc làm phương tiện bảo vệ trực tiếp có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Nếu gây hậu quả chết người, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Do vậy, để bảo vệ mùa màng, ngành chuyên môn khuyến cáo các địa phương thực hiện diệt chuột bằng các biện pháp hóa học, sinh học, thủ công, trong đó biện pháp sinh học và thủ công là chủ yếu. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.